kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Nút giao An Phú với tổng mức đầu tư 4.000 tỷ đồng được xây dựng với kỳ vọng nhằm xóa bỏ ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía đông thành phố, tạo ra nút giao 3 tầng lớn và đẹp nhất thành phố. Sau hơn 10 tháng thi công, khu vực hầm chui với đường cao tốc là nơi thi công nhộn nhịp và có tiến độ nhanh nhất. Ba nhánh cầu Bà Giạt đã thi công xong trụ cầu và đang được thi công gác dầm. Nhánh ở giữa sẽ là nhánh kết nối với hầm chui với 4 làn xe. Vì nơi đây là nền đất yếu, chịu tải kém nên đơn vị thi công đã đóng hàng ngàn cọc bê tông xuống lòng đất với độ sâu hàng chục mét để gia tăng sức chịu tải, không bị sụt lún trong quá trình khai thác. Về phía hầm chui, hiện tại đã đổ bê tông đến đoạn hầm kính và chuẩn bị thi công hầm chui kính. Nút giao An Phú là công trình trọng điểm, quy mô nút giao 3 tầng gồm hầm chui, cầu vượt, vòng xoay trên mặt đất. Với các đường giao thông khác mức, sẽ giúp xe cộ di chuyển qua nút giao mà không cần dừng chờ nhau như hiện tại, giảm tình trạng kẹt xe cho nơi này. Tương lai khi hoàn thành sẽ là nút giao lớn và đẹp nhất thành phố. Hầm chui sẽ đi dưới giao lộ kết nối với đường Mai Chí Thọ hướng về trung tâm thành phố, tiếp tục đi dưới nút giao với Đồng Văn Cống, hướng về hầm Thủ Thiêm. Phía trên mặt đất sẽ được xây dựng vòng xoay. Phần hầm chui trên đường Mai Chí Thọ thì đã được thi công cọc khoan nhồi, có đoạn đá và đang triển khai đào hầm. Hai cầu dòng ông Tố mới trên đường Đồng Văn Cống cũng đã đang triển khai lắp đặt dầm cầu. Nhìn chung tiến độ của nút giao An Phú đang rất ổn định. Vào giờ cao điểm, nhiều dòng xe máy, xe hơi, xe tải và xe vận chuyển container thường xuyên lưu thông dày đặc tại nút giao thông An Phú. Trước áp lực điểm nghẽn, các chủ đầu tư thi công các gói thầu nút giao thông An Phú cũng đẩy nhanh tiến độ. Sau khi hoàn thành, nút giao An Phú sẽ là nút giao to, đẹp và hiện đại nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, góp phần xóa điểm đen ùn tắc, nâng cao đời sống, an sinh xã hội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hãy bấm like và đăng ký kênh để kênh có động lực làm ra những video tiếp theo hay hơn. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.